Hello, xin chào tất cả mọi người, là mình Sport Hùng đây. Hôm nay thì Hùng cảm thấy rất là vui bởi vì Hùng đã nhập được một mẫu giày rất là đẹp, rất chất và đặc biệt với mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Và Hùng tin chắc rằng đây có thể sẽ là mẫu giày cầu lông Li-Ning chính hãng dành cho nam hot nhất và bán chạy nhất của năm 2022 này. Và thậm chí có một vài size đã bị hết size, như ví dụ như size 42, hiện tại Hùng đang bị âm đến 4 đôi giày, ngày mai phải lấy size 42 cho khách. Và ngày hôm nay riêng mẫu giày này Hùng đã bán được mười mấy đôi giày, buổi sáng vừa mới về thì buổi chiều đã hết 2/3 số giày nhập về của ngày hôm nay rồi. Đấy. Thì chắc hẳn Hùng giới thiệu như thế thì nó phải có một nguyên nhân gì đó. Và để chứng thực cái lời Hùng nói thì Hùng xin mời mọi người cùng đến với mẫu giày này. Trên tay Hùng đang cầm hai mẫu giày đó. Và thực chất thì nó cũng chỉ là một mẫu và khác màu thôi. Nên là Hùng sẽ giới thiệu kỹ một màu và cho mọi người xem màu còn lại sau nhé. Ok, xin giới thiệu đến mọi người mẫu giày cầu lông Li-Ning AITR 021, mẫu mới nhất năm 2022 này. Và Hùng rất là kết, thực sự nó rất đẹp. Đấy, chúng ta cùng đến mẫu giày nha. Đôi giày này thì có mức giá gốc là của hãng Li-Ning, chính xác là của hãng Li-Ning khi mà nó vừa mới ra. Mức giá gốc của đôi giày này là 599 nhân dân tệ. Theo tỷ giá Việt Nam hiện tại, 1 tệ thì có bằng khoảng 3.720, thì đôi giày sẽ rơi vào hơn 2.200.000 nha mọi người. Và bên Trung Quốc thì hiện tại đôi giày này cũng đang được bán mức giá rất là cao. Và thực sự để Hùng thực sự bất ngờ và may thấy vui mừng khi mà Hùng có thể mang lại một mức giá rất là tốt và rất là ưu đãi cho anh em. Anh em nào xem được theo do cái video này ngay ngày hôm nay thì mọi người sẽ được mức giá vô cùng ưu đãi. Đấy, thì anh em nào kết thì phải liên hệ Hùng ngay, bởi vì Hùng tin rằng với mẫu giày hot như này thì thực sự là chúng ta không nhanh tay thì chúng ta sẽ không có cơ hội để mua, hoặc sau này sẽ phải mua mức giá rất là cao. Đó. Ok, chúng ta sẽ đến với mẫu giày, Hùng sẽ giới thiệu chi tiết về mẫu giày cho mọi người nhé. Đẹp chưa anh em? Đẹp lắm luôn. Hùng khi mà Hùng nhập được mẫu giày này thì Hùng thực sự thấy rất là thích nó. Đẹp, đường keo kiếp, chất liệu da giảm chấn các thứ, đi form và ôm chân Hùng đã xỏ thử và cảm giác rất là thích nha mọi người. Với cái tầm giá này thì thực sự là gần như từ trước đến giờ Hùng thử giày Li-Ning thì cũng không có mấy đôi mà Hùng kết như này. Đấy, đi vào chân không biết là phải nó hợp với form chân mình không, mà đi vào cảm giác nó rất là thích. Nó không quá bám ôm quá chặt vào chân, không gây cảm giác khó chịu, nhưng mà cảm giác nó lại cũng rất là ôm nha mọi người. Và đặc biệt là phần cổ chân, Hùng thấy là nó cảm giác rất chắc chắn, mang lại cái cảm giác an toàn cho mình ấy. Có nghĩa là mang cảm giác kiểu nó rất là an toàn, khó bị lật cổ chân nha mọi người. Đấy, đi vào cái phần cổ này nó sẽ hơi kiểu ôm vào cổ chân, cảm giác rất là chắc chắn. Và phần đệm của đôi giày cũng rất là êm, đặc biệt là phần đệm gót này nhé. Khi mà chúng ta di chuyển đúng không, thì chúng ta phải bước tiếp gót trước đúng không, và phần đệm gót này của nó làm rất là êm. Bây giờ thì Hùng sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta sẽ đi từ phần đế. Ok, phần đế đây là dòng đế mới nhất của hãng Li-Ning, hình như mới ra năm ngoái là bắt đầu có đôi được áp dụng nhá. Đây, đôi giày này mặt đế được thiết kế các rãnh ngang, rãnh dọc và các hình nhiếc này. Đấy, thì nói chung là nó giúp cho đôi giày rất là bám nền. Đây là đế cũng bằng chất liệu cao su đồng màu, được phun sơn đồng màu trắng. Đấy, trước thì người ta để cao su kiểu cao su nâu, nhưng mà bây giờ Li-Ning nó phun đồng màu lên, công nghệ của nó giúp có nghĩa là tạo các điểm nhấn màu sắc, ví dụ phần đế màu trắng thì nó phun cùng mặt đế luôn để nó tạo các cái màu sắc để kết hợp với chất liệu phần trên mọi người. Đấy, thì mặt đế được thiết kế đây chất liệu cao su chống mài mòn nhưng rất là dày dặn mọi người. Đôi giày này thì vừa có thể chơi nền sân bê tông, sân thảm, nói chung là có thể chơi mọi mặt sân. Đấy, thiết kế bám nền. Tiếp theo nữa thì công nghệ Probalock, chính là một miếng nhựa tròn ở giữa này đó. Và cả cái cụm này luôn nhé, không phải riêng miếng nhựa này đâu, mà cả cái cụm nhựa màu đen này. Nó giúp kết nối phần trên và phần gót, giúp tạo sự ổn định khi chúng ta tiếp đất, cũng như chống xoắn theo các chiều ấy. Thì nó cũng vẫn là giúp ổn định khi chúng ta tiếp đất thôi. Và nó cũng hỗ trợ giảm chấn và lực bật nữa nha mọi người. Đấy. Nhưng mà cái tác dụng chính của việc giảm chấn và lực bật dĩ nhiên là nó sẽ nằm ở công nghệ giảm chấn. Và đôi giày này sử dụng công nghệ, nhìn biểu tượng này chúng ta có thể biết nếu các bạn đã theo dõi video của Hùng lâu, nó là công nghệ Li-Ning Cloud. Đây là một công nghệ chất liệu giảm chấn hàng đầu của hãng Li-Ning. Và Hùng cũng phải nhắc lại một lần nữa, đó là công nghệ này và hãng Li-Ning họ cũng đã có làm bài test thả quả trứng rơi xuống công nghệ này, nó bật lên và không bị vỡ nha mọi người. Hùng nghĩ rằng công nghệ này thì có lẽ nó không thể êm bằng công nghệ Power Cushion được, nhưng với bài kiểm tra đó thì nó cũng là một công nghệ giảm chấn rất là tốt. Và đôi giày này, phần đệm gót của Hùng thử tiếp đất rồi, Hùng thử đặt gót xuống rồi, nó rất là êm nha mọi người. Đấy là mới, khi mà giày mới, và khi chúng ta đi một thời gian chúng ta sẽ còn thấy nó còn êm hơn nữa mọi người nha. Đấy. Đây, phần giảm chấn của nó, Li-Ning Cloud, nó lớp giảm chấn cả ở phần gót và ở phần trên này. Đấy. Phần bên này cũng rất là đầy đủ. Thì nó rất là dày dặn nên là giảm chấn thì khỏi bàn rồi. Công nghệ giảm chấn Li-Ning Cloud thì dĩ nhiên nó có hai tác dụng chính. Một là giúp hấp thụ lực khi mà chúng ta tiếp đất, cùng với đó thì nó sẽ tạo cái chu trình chuyển hóa, nó sẽ tạo ra lực phản hồi, nó hấp thụ lực đó và tạo độ phản hồi để hỗ trợ
tăng thêm cho lực bật. Đấy, nó là chu trình chuyển hóa năng lượng. Đấy, hang leaning nó gọi là chu trình chuyển hóa năng lượng, hấp thụ lực và chuyển hóa tạo thành lực bật để hỗ trợ bật cao cho mọi người. Tiếp theo về phần chất liệu da thì đôi giày, về chất liệu phần trên thì đôi giày này sử dụng rất là nhiều loại chất liệu khác nhau. Phần này, phần chất liệu da đen này và có các lỗ kiểu thông thoáng khí, và cũng như là mình nghĩ là nó cũng là một trang trí ấy. Vừa thông thoáng vừa giúp trang trí. Thì đây, nó có các lỗ thông thoáng và phần chất liệu da, toàn bộ phần chất liệu da này nha mọi người. Thì nó được làm bằng da trơn nên là mọi người hoàn toàn có thể rất là dễ dàng có thể lau chùi, làm sạch nếu nó bẩn. Tiếp theo, một miếng da trên này thì nó kiểu nhìn óng ánh óng ánh, nhìn qua video thì chúng ta không thấy rõ. Nhìn ngoài thật thì nó sẽ sáng và óng ánh hơn, nó giống như kiểu nhũ ấy, thạch nhũ ấy, nó sáng sáng sáng. Đấy, cũng rất là đẹp và bắt mắt, và miếng da này có vẻ rất là xịn mọi người. Cảm giác nó khá là xịn sò. Biểu tượng, đây là biểu tượng Lenin được cách điệu. Nó không, nó thiếu cái vệt ở đây. Biểu tượng Lenin cách điệu. Đấy. Em chúng ta cùng quan sát. Và đôi giày thì được chia làm hai nửa màu và hồng, rất kết cái kiểu thiết kế màu này. Nó trông giống như một đôi giày thời trang mà đi trên sàn diễn thời trang. Đấy. Thực sự là như thế, bởi vì Hùng cũng thỉnh thoảng cũng xem trình diễn thời trang các thứ, những cái đôi giày nó thiết kế để đi trên các sàn trình diễn thời trang thì nó kiểu như này, Hùng cảm giác là như thế. Đây, đôi giày trông rất thời trang và khá là trẻ trung. Đấy, thì mọi người có thể xem phần chất liệu da này. À, phần chất liệu này thì nó làm bằng vải nha mọi người, vải dệt nha, rất là dày dặn. Thì Hùng thử zoom. Đấy. Vải dệt ạ, thì rất là dày dặn nha mọi người. Này, nó vẫn hơi tối nhá. Muốn cho mọi người nhìn rõ đấy ạ. Đây, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Nhìn ngoài đời thì nó sẽ đẹp hơn vì ánh sáng của điện thoại nó cứ bị hơi bị thay đổi. Đấy, phần vải dệt thông thoáng, có các lỗ thông thoáng nhé. Cái này thì, cái phần vải dệt này nó rất là dày dặn, chắc chắn và nó rất là thông thoáng khí. Khi đeo thì sẽ mang cảm giác rất dễ chịu và không bị bí chân. Phần bên này nó cũng là chất liệu tương tự, cũng là vải dệt chất liệu tương tự đấy. Phần bên kia nó cũng giống phần bên này, phần bên kia màu đen nên nhìn không rõ. Phần bên này màu trắng thì anh em nhìn rõ hơn đúng không ạ? Và một đường, và một đường đỏ ở đây. Một đường vải đỏ ở đây. Biểu tượng Liên Hình đấy ạ. Đấy, và đây là tên của đôi giày. Đấy, đây là tên của đôi giày. Đôi giày này có đặc điểm là nó cũng rất là nhẹ nha mọi người. Không quá nhẹ nhưng mà nhẹ hơn mức bình thường nhé. Nhẹ hơn mức trung bình. Đôi giày này cũng tương đối là nhẹ. Công nghệ Lining Cloud thì cũng là công nghệ giảm chấn, nó nhẹ hơn một số công nghệ trước của Lining nha mọi người. Nó có nặng thì nó nặng hơn công nghệ Lifeform. Công nghệ Lifeform thì nó được áp dụng ở những dòng giày cao cấp hơn. Đấy. Đôi này chỉ được coi, có thể coi là tầm cao thôi. Còn cao cấp, các mẫu cao cấp thì nó thường được thay công nghệ Lining Cloud bằng Lifeform, hoặc nó được sử dụng cả công nghệ Lining Cloud lẫn Lifeform mọi người. Đấy. Đôi này dùng 100% công nghệ Lining Cloud nhưng lớp cloud của nó rất là dày, êm, thoải mái, giảm chấn và đi cảm giác êm cho mọi người. Và form đôi giày này đi vào chân cảm giác rất là thích. Mình cũng chỉ có thể nói thế thôi. Anh em tự sỏ vào chân để trải nghiệm. Đấy. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần mặt má này, thì nó bằng 100% là bằng chất liệu da lì nha mọi người. Chất liệu da lì. Đấy. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy Hùng. Đây, Hùng đã cố gắng để cho mọi người nhưng điện thoại nó cũng có vẻ không bắt tốt lắm. Đây, chất liệu da mọi người nhìn thấy chưa? Da lì. Đấy, miếng da này thì rất là dày dặn. Nó phần da lì này thì nó được may ở trên phần lưới này. Thì đây là công nghệ túp tip, chúng ta có thể nhìn thấy chữ túp tip ở đây, đó là chính là công nghệ gia cố ở phần má, phần trên của đôi giày giúp nó chắc chắn ở phần trên và phần cạnh nhé. Đấy. Đấy thì nó chống các ví dụ các bạn phanh viết các thứ nhiều có thể ảnh hưởng chất liệu. Có những đôi giày ví dụ của một số thương hiệu có gặp những trường hợp không có công nghệ này, gặp một số trường hợp nó bị bục giày ấy mọi người. Đấy, và cái phần cạnh này cũng thấy nó thiết kế làm cao hơn này, và phần da này cũng khá dày dặn, nhưng nó cũng hạn chế cái việc mà chúng ta di chuyển bị mòn cái má. Cái phần cạnh thì nó làm cũng khá là tương đối là cao, nên cái việc mà chúng ta di chuyển bị quệt thì cái khả năng quệt vào lớp da này cũng khó hơn như mọi người. Nói chung là nếu mà anh em lỡ cứu cầu quá thì cho dù công nghệ gì thì công nghệ, cho dù cười cao cấp mấy thì cũng vẫn có khả năng nó sẽ bị mài ở phần này mọi người. Nhưng mà với lớp da dày dặn như này và kiểu lì như này thì nó cũng đỡ hơn là mấy cái loại kiểu da kiểu bóng. Nó bị xước thì nó xước ít hơn. Đây mọi người, đôi giày này cũng rất kết bởi vì nó rất là vừa đánh cầu lông mà nó rất là thời trang. Mình nghĩ là đi chơi đôi này cũng chả khác gì giày thời trang luôn anh em. Đẹp, thực sự đẹp. Mình nghĩ là đôi này nó phong cách nó hơi trẻ, các bạn trẻ mà đi đôi này thì rất là đẹp. Còn anh em nào muốn mình trẻ trung năng động hơn thì mình có thể đi đôi này để chúng ta có được cái phong cách đó đúng không ạ? Đôi giày này thì một số anh em nhìn Hùng chụp ảnh thì có bảo là đôi này form bè, Hùng thấy thực sự nó chả bè tí nào, nó khá là gọn ấy. Ở phần đế này thì nó có làm hơi bè, phần cạnh này là dĩ nhiên bởi vì tất cả những đôi giày chống lật thì nó phải hơi làm bè ở chỗ cạnh này ra đúng không ạ? Hơi làm bè chỗ cạnh này ra thì nó mới chống lật được chứ đúng không? Đấy, chứ thực chất là đôi giày này form cũng khá là gọn nhé. Đấy, đôi giày này chỉ hơi bè một chút ở cái phần má này, đây chính là cái gờ chống lật của nó này. Đấy, nó làm bè chỗ này ra thì nó rất là an toàn. Nếu không có công nghệ này thì anh em phải đồng ý là anh em chạy rất là có nguy cơ bị lật cổ chân thôi. Đấy, không phải cố gắng. Đấy, cho anh em ngắm đôi giày nó kỹ càng một tí. Đấy, rất là đẹp.
Hùng đang sợ không có hàng để nhập đây anh em ạ. Chỉ sợ mấy hôm nữa không còn hàng mà bán cho anh em nữa. Chứ đôi này có bao nhiêu Hùng bán đến lúc nào không còn hàng, có bao tiền Hùng ôm hết. Thật. Đây đôi rất đẹp nha. Lót đôi giày cũng rất là dày, Hùng lười cởi ra. Lót của nó rất là dày dặn. Lót dày. Lót rất là dày nha. Nên là anh em yên tâm cái lót cũng ngon. Đây phần đệm gót của nó này. Nó làm vuốt cao lên kiểu này thì cả sỏ sẽ có cảm giác nó thích hơn là những cái đôi nó làm gót thấp. Đấy. Và nó ôm trọn cái gót chân của chúng ta giúp bảo vệ gót. Đấy. Giày rất là đẹp nha. Cho anh em xem lại một vòng. Đấy. Màu trắng đen. Đấy, đây là màu Hùng thích nhất của mẫu giày này. Và ngoài ra thì bên Hùng còn nhập thêm mẫu màu đỏ nữa để phục vụ anh em mà không thích cái màu đen trắng. Mà anh em thích màu đỏ thì cũng có nhiều khách hàng họ lại thích màu đỏ cơ. Thì đôi giày này tất cả nó giống đôi kia, nó đều là một mã khác màu thôi. Nên là Hùng đây, màu đỏ cho anh em. Đây nha anh em thích màu đỏ. Đấy, đỏ tươi. Nói chung màu đỏ này cũng là màu đỏ rất là đẹp. Đấy, có thể là trên video trông nó hơi sai màu một chút nhé. Đây, màu đỏ đôi giày đỏ không phải đỏ hồng nha mọi người. Đỏ hơi thấm một chút nha. Nó cũng khá là tươi đấy, cũng không phải là thấm đâu. Đấy, màu đỏ của đôi này cũng khá là đẹp. Nó sẽ có một chút gì đó nó khác ở trên video thì anh em có thể ấy gửi ảnh cho anh em. Đấy. Giày này thì nó vẫn là đôi kia thôi. Thì cho anh em xem màu đây cũng là miếng da ống ánh này. Thật kiểu ống ánh kiểu nhũ hoa, nhũ đá. Đấy. Thạch nhũ ấy, rất là đẹp. Đấy. Màu đỏ kết hợp có biểu tượng màu vàng, thấy màu đỏ kết hợp vàng trông nó rất là sang này. Đấy, đây chữ này cũng là màu vàng. Bên này thì nó 100% đỏ chứ nó không phân biệt hai màu như bên kia. Đấy, cho anh em ngắm. Đấy, cố gắng cho anh em ngắm kỹ càng. Đấy, đúng cái màu của nó là sẽ như đoạn này nhá. Đấy, màu rất là đẹp nhá. Với màu đỏ này thì cũng không thể chê vào đâu được. Đây là màu đỏ, mình thấy là phù hợp với nam nhất. Nó không một nữ tính, một chút nữ tính gì đâu anh em nhá. Đôi màu đỏ này là không phải màu đỏ nữ tính gì hết. Đấy, màu đỏ chuẩn men luôn. Đây, đẹp chưa anh em? Đôi này thì có vẻ là màu này đi thời trang không thích hợp bằng không thích hợp với màu trắng đen kia, vì màu nó hơi rực rỡ. Gọi là nếu mà đi thời trang thì người ta hay thích cái phong những cái màu nó nhã nhặn ấy, nhưng màu đen màu trắng ấy, thì đôi kia nó hợp hơn. Đấy, cho anh em ngắm kỹ một tí, đẹp chưa? Đôi đen kia cũng như này thôi. Đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Bên Hùng đang có giá rất là ưu đãi, cực kỳ ưu đãi. Đó mới chính là nguyên nhân đôi giày vừa ngon vừa chất lại là mẫu mới nhất và có mức giá rất tốt nên nó mới hot như thế anh em ạ. Chứ mà Hùng bán nó cao quá thì cũng vẫn có người mua thôi, nhưng mà tốc độ nó sẽ không thể nhanh như thế được. Đúng, phải xem xét rồi, nếu mà hot quá mà hàng còn ít thì có lẽ sẽ phải nâng giá một chút, bởi vì bán rẻ quá lại ít mà xong đến cuối cùng lúc lại không có hàng bán nữa. Nếu thì anh em nào kết thì liên hệ Hùng ngay, đôi giày quá là đẹp luôn, nhận là ưng nha anh em, nhận là ưng nha, chỉ sợ không đến lượt mình mua thôi. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em nào tin tưởng, yêu quý và muốn ủng hộ Hùng và muốn sắm cho mình một đôi giày chính hãng chất lượng đẹp hot ngon với giá hợp lý nhất thì bấm vào phần nhắn tin để nhắn tin Hùng ngay. Nhiều khi là nhiều khách hàng comment quá Hùng rip chậm thì chỉ sợ đến lúc trả lời được tin nhắn của anh em hết hàng ấy. Có gì anh em chủ động nhắn tin giúp Hùng nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.